Hệ tiêu hóa gồm một ống cơ dài gọi là ống tiêu hóa và một số tuyến lớn nằm ngoài ống tiêu hóa là gan, tụy, tuyến nước bọt. Thực quản. Thực quản là đoạn đầu tiên của ống tiêu hóa chính thức. Thực quản nói riêng và ống tiêu hóa chính thức nói chung đều được cấu tạo từ 4 tầng mô là tầng niêm mạc, tầng dưới niêm mạc, tầng cơ và tầng vỏ ngoài. Tầng niêm mạc gồm có 3 lớp: biểu mô, lớp đệm và cơ niêm. Biểu mô của thực quản thuộc loại biểu mô lát tầng không sừng hóa và giống như biểu mô của hậu môn. Các đoạn khác của ống tiêu hóa chính thức đều là biểu mô trụ đơn. Lớp đệm là mô liên kết thưa. Ở lớp đệm của thực quản có tuyến thực quản vị, không thấy ở hình chiếu này. Các đoạn khác của ống tiêu hóa có các tuyến khác nhau. Cơ niêm là lớp cơ trơn màu đỏ mỏng, phân làm hai lớp không rõ rệt là lớp cơ hướng vòng ở phía trong và hướng dọc ở phía ngoài. Tầng thứ hai là tầng dưới niêm mạc, là mô liên kết. Chỉ có hai đoạn của ống tiêu hóa chính thức có các tuyến nằm ở tầng này là tá tràng có tuyến Bruné và thực quản có tuyến thực quản chính thức. Tuyến thực quản chính thức là loại tuyến tiết nhầy sáng màu nhân tế bào nằm gần cực đáy. Tầng thứ ba là tầng cơ. Ở toàn bộ chiều dài của ống tiêu hóa chính thức, tầng cơ đều được tạo bởi cơ trơn màu đỏ, trừ ở khoảng 1/3 trên của thực quản được tạo bởi cơ vân như hình chiếu này. Lớp cơ phía trong chạy theo hướng vòng, lớp cơ phía ngoài chạy theo hướng dọc. Tầng vỏ ngoài là mô liên kết thưa, không thấy ở hình chiếu này. Niêm mạc dạ dày được lập bởi biểu mô trụ đơn tiết nhầy. Tế bào biểu mô có hình trụ cao nhân hình trứng nằm sát cực đáy tế bào. Bào tương cực ngọn sáng màu. Lớp đệm của niêm mạc dạ dày là mô liên kết chứa nhiều loại tế bào, giàu mạch máu và có các tuyến. Ở tiêu bản nhuộm đặc biệt, thấy rất rõ cấu trúc biểu mô trụ đơn tiết nhầy của niêm mạc dạ dày. Phần lớn cực ngọn tế bào có các hạt chế tiết, sinh chất nhầy, bắt màu đỏ. Ở lớp đệm của niêm mạc đáy vị dạ dày, có chứa rất nhiều tuyến ngoại tiết kiểu ống, gọi là tuyến đáy vị. Tuyến đáy vị được cấu tạo từ hai loại tế bào là tế bào chính và tế bào viền. Tế bào chính chiếm số lượng lớn, là tế bào có hình khối vuông nhỏ, bào tương ưa màu ba ra. Tế bào viền đứng xen kẽ với tế bào chính. Tế bào có hình cầu, kích thước lớn, bào tương ưa màu axit mạnh, màu đỏ. Ở lớp đệm của niêm mạc vùng môn vị dạ dày có chứa tuyến môn vị. Đây là loại tuyến ống chia nhánh cong queo. Phần chế tiết của tuyến tạo bởi các tế bào tiết nhầy hình khối vuông, rất nhạt màu, nhân tế bào dẹt nằm phía cực đáy. Quan sát tuyến môn vị ở tiêu bản nhuộm đặc biệt với độ phóng đại lớn, có thể thấy rõ hơn cấu trúc của tuyến. Tuyến môn vị nằm vùi trong mô liên kết của lớp đệm. Tá tràng. Niêm mạc của tá tràng có những khối nhô lên như hình ngón tay, được gọi là nhung mao. Nhung mao có mặt ở toàn bộ niêm mạc của ruột non. Nó được tạo thành bởi lớp đệm đội biểu mô lên mà thành. Như vậy, trục của nhung mao chính là mô liên kết của lớp đệm và vỏ của nhung mao chính là biểu mô phủ. Biểu mô phủ niêm mạc tá tràng lõm xuống lớp đệm tạo ra một loại tuyến sẫm màu, đó là tuyến Lybekun. Tuyến Lybekun có ở niêm mạc của toàn bộ ruột non và ruột già. Riêng ở tá tràng còn có một loại tuyến tiêu hóa thứ hai là tuyến Bruné. Tuyến Bruné là loại tuyến tiết nhầy sáng màu nằm cả ở tầng niêm mạc và đa số ở tầng dưới niêm mạc. Cơ niêm của tá tràng thường chi nhánh để ôm lấy các khối tuyến Bruné. Hỗng tràng. Điểm khác biệt và là điểm để nhận dạng hỗng tràng là các van ngang. Van ngang dễ quan sát ở độ phóng đại nhỏ. Nó được tạo nên do mô liên kết của tầng dưới niêm mạc đội toàn bộ tầng niêm mạc lên mà tạo thành. Như vậy, trục của van ngang là mô liên kết của tầng dưới niêm mạc. Bao bọc bên ngoài cái trục đó là toàn bộ tầng niêm mạc, biểu mô, lớp đệm cùng tuyến Lybekun, các nhung mao và cơ niêm. Trong lớp đệm của tầng niêm mạc của hỗng tràng, hồi tràng, ruột thừa, còn có thể thấy các điểm bạch huyết hay các nang bạch huyết. Biểu mô phủ ruột non thuộc loại biểu mô trụ đơn, có thể phân biệt hai loại tế bào. Tế bào hấp thu hay tế bào mâm khía.
cực ngọn tế bào có một dải màu hồng bóng gọi là mâm khía. Bản chất của mâm khía chính là các vi nhung mao, mà vi nhung mao là phần bào tương cực ngọn đội màng bào tương lên mà tạo thành. Vi nhung mao và van ngang là ba hình thức làm tăng diện tích hấp thu của ruột non. Tế bào hình đài tiết nhảy là các tế bào có hình đài hoa cực ngọn phình ra chứa những giọt chất nhảy không bắt màu. Biểu mô của tuyến Lieberkuhn cũng gồm có hai loại tế bào là tế bào hấp thu và tế bào hình đài tiết nhảy. Ngoài ra, bằng phương pháp nhuộm đặc biệt còn có thể nhận thấy một loại tế bào mà bào tương có các hạt chia tiết bắt màu đỏ gọi là tế bào Paneth. Ruột thừa. Ruột thừa là đoạn nhỏ nhất của ống tiêu hóa. Lòng ruột có hình khế, không có van ngang và không có nhung mao. Niêm mạc của ruột thừa có các tuyến Lieberkuhn, giàu tế bào hình đài và có các nang bạch huyết khá lớn. Chúng có thể xâm lấn cả vào tầng dưới niêm mạc. Cơ niêm của ruột thừa mỏng và gián đoạn. Xen giữa lớp cơ hướng vòng và lớp cơ hướng dọc của ống tiêu hóa chính thức có các đám rối thần kinh thực vật gọi là đám rối thần kinh Auerbach. Trong đám rối này có các neuron hạch nhân lớn sáng màu, hạt nhân rõ. Các tế bào vệ tinh giống như nguyên bào sợi và những sợi thần kinh mảnh màu tím. Gan. Đơn vị cấu tạo của gan là các tiểu thủy gan hình đa diện lớn và ngăn cách nhau bởi vách liên kết. Chính giữa tiểu thủy gan có tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy. Dây các tế bào gan nối với nhau thành lưới tỏa ra như hình nan hoa, gọi là bè rơ mác. Các khe sáng nằm xen kẽ với dây tế bào gan, gọi là mao mạch nan hoa. Mô liên kết nằm giữa 3-4 tiểu thủy gan dày lên, gọi là khoảng cửa. Trong đó có chứa động mạch gan, tĩnh mạch cửa và ống mật. Ở độ phóng đại lớn, có thể thấy tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy có thành rất mỏng và có nơi nó mở thông với mao mạch nan hoa. Thành của mao mạch nan hoa được lợp bởi tế bào nội mô dẹt nhân sẫm màu. Ngoài ra, ở thành và ở trong lòng mao mạch nan hoa còn có một loại đại thực bào đặc biệt gọi là tế bào Kupffer, có nhân hình hạt gạo, sáng màu hơn nhân tế bào nội mô và có thể quan sát được bào tương cùng các nhánh bào tương. Ở vùng ngoại vi của tiểu thủy gan có thể thấy rõ cấu trúc của mao mạch nan hoa như đã mô tả và cấu trúc của bè rơ mác. Các tế bào gan có hình đa diện lớn, có từ 1-2 nhân lớn hình tròn, hạt nhân rõ, bào tương có màu hồng. Khoảng cửa hay khoảng chiếc năng là mô liên kết chứa các thành phần sau. 1. Động mạch gan, tròn, nhỏ, thành là các lớp cơ trơn dày màu đỏ được lợp bởi một hàng tế bào nội mô. 2. Tĩnh mạch cửa, rất lớn, thành mỏng, bên trong có hồng cầu. 3. Ống mật, cỡ trung bình hoặc nhỏ, thành là biểu mô vuông hay trụ đơn, nhân tế bào hình tròn màu tím như chuỗi hạt. 4. Có thể thấy tĩnh mạch bạch huyết là các khe sáng không đều, thường trong lòng rất sáng màu. Tuyến tụy. Dày đặc trên vi trường là các nang tuyến tụy màu tím đỏ, đó là phần chế tiết của tụy ngoại tiết. Xen kẽ với các nang tuyến là những ống bài xuất trong tiểu thùy, có kích thước nhỏ, lòng rõ, có thể có dịch tụy thuần nhất màu đỏ. Thành ống được lợp bởi biểu mô vuông đơn. Ở vách liên kết gian tiểu thùy có các ống bài xuất gian tiểu thùy, kích thước lớn, lòng rộng, thành ống là biểu mô vuông hoặc trụ đơn. Xung quanh biểu mô là một vỏ sơ dày, bắt màu hồng nhạt. Tụy nội tiết là những khối hình cầu bắt màu hồng nhạt nằm rải rác trong tiểu thùy, có tên là tiểu đảo lăng két hăng. Ở độ phóng đại lớn, có thể quan sát được chi tiết các cấu trúc đã mô tả. Nang tuyến tụy là những khối có hình dạng không nhất định, dày đặc trên vi trường. Lòng của nang không rõ, thành của nang được tạo bởi các tế bào hình tháp hay khối vuông. Nhân tròn nằm phía cực đáy. Bào tương cực đáy rất ưa base, cực ngọn ưa axit. Tiểu đảo lăng két hăng là một tuyến nội tiết kiểu lưới có hình cầu hoặc hình trứng bắt màu hồng nhạt và không phân biệt được từng loại tế bào nội tiết khi nhuộm HE. Ở tiêu bản nhuộm đặc biệt có thể phân biệt được hai loại tế bào là tế bào A có hình cầu lớn, mật độ thưa, bào tương bắt màu hồng. Tế bào B có hình đa diện nhỏ, mật độ mau,
bào tương bắt màu xanh. Tế bào A tiết ra glucagon, tế bào B tiết ra insulin để điều hòa lượng đường huyết. Tuyến nước bọt dưới hàm được chia thành nhiều thùy, ngăn cách nhau bởi vách liên kết màu hồng nhạt. Trong tiểu thùy có nang nước, chiếm đa số có hình cầu bắt màu tím, lòng không rõ. Nang nhảy, rất ít, có hình cầu hay hình bầu dục, thành nang rất sáng màu. Nang pha, ít, có hình bầu dục hoặc chia nhánh, thành nang về cơ bản giống như nang nhảy, nhưng có thêm một phần hình liềm màu tím ở rìa nang. Ống Fluger, bắt màu đỏ, lòng ống rõ ràng, thành ống là biểu mô vuông đơn. Ống bài xuất cái, kích thước lớn nằm ở vách liên kết gian tiểu thùy, thành ống là biểu mô tầng màu đỏ. Nang tuyến nước bọt, ở độ phóng đại lớn có thể quan sát được chi tiết các cấu trúc đã mô tả và phân biệt được tế bào cơ biểu mô với tế bào chế tiết của các nang tuyến. Tế bào cơ biểu mô nằm phía ngoài rìa của các nang bên ngoài tế bào chế tiết là các tế bào dẹt nhân bắt màu tím thẫm. Tế bào chế tiết, tế bào chế tiết nhầy hình vuông, bào tương rất sáng màu, nhân dẹt màu tím nằm sát đáy tế bào. Tế bào tiết nước hình tháp, bào tương bắt màu tím, nhân tròn. Ở nang pha, tế bào tiết nước nằm thành một dải hình liềm ở phía ngoài tế bào tiết nhầy, gọi là liềm Giannuzzi.